Xin chào cả nhà. Cả nhà biết ở đây ai là chủ nhân của cái nơi này không các bạn? Tiệm đồng hồ cổ này là của bạn đây và xin giờ mời bạn giới thiệu tên gì ạ? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, tôi tên Minh, là họ Nguyễn cho nên là có cái tên YouTube là Minh Nguyễn. Cái kênh của mình thì chuyên chia sẻ cái đam mê đó là những cái chiếc đồng hồ cổ, từ đồng hồ đeo tay cho đến đồng hồ treo tường rồi đồng hồ tự cây. Thì đây là những cái chiếc đồng hồ mà mình rất là khó khăn có nhập từ nước ngoài về để chia sẻ cho những anh em ở Việt Nam mà có cùng chung cái niềm đam mê đó. Thì hy vọng là mọi người cũng ủng hộ cái kênh của mình, và nếu ai có niềm đam mê chung đó thì có thể vào kênh để xem Minh Nguyễn nha, Minh Nguyễn đồng hồ. Dạ. Các bạn ơi, và có một cái đặc biệt nữa là các bạn chưa biết là Minh sắp đi Mỹ rồi nha các bạn. Dạ. Minh sắp đi Mỹ rồi thì đây cũng là một cái sự chia sẻ cho các bạn, vì Minh cũng chuẩn bị đi qua Mỹ thì cũng tìm hiểu và tham khảo thêm, phải không? Dạ. Đây cũng phải là phải nói tới một cái điều rất là nóng nha các bạn. Dạ, cảm ơn chị Sương. Sẵn đây thì Minh xin chia sẻ một chút về cái niềm hạnh phúc của mình trong cái lúc này. Là ngày hôm nay rất là vinh dự và vinh hạnh được chào đón anh chị Sương và anh Lệ từ ở Mỹ về, mà không ngại cái đường xá xa xôi mà đến nhà Minh Tần ở Nhà Bè. Đây là một điều rất là cảm động. Và Nhà Bè rất là xa. Thì anh chị ở Mỹ và Minh ở Việt Nam, nhưng mà chị em và anh em biết nhau qua cái kênh YouTube của anh chị Lệ Đoàn. Và Minh cũng rất là cảm ơn qua cái kênh của anh chị chia sẻ rất là nhiều cái điều mà mang lại giá trị cho cuộc sống ở bên Mỹ. Và Minh là cái người cũng sắp đi Mỹ cho nên là Minh xem anh chị giống như là cái phao á, để Minh khi mà qua Mỹ Minh cũng rất là bỡ ngỡ và bơ vơ. Thì được anh chị khích lệ và chia sẻ những kinh nghiệm ở cuộc sống Mỹ, mình rất là cảm ơn. Sẵn dịp đây cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và mong rằng mọi người cũng học hỏi nhiều từ kinh nghiệm của anh chị. Hy vọng tất cả mọi người chúng ta đều thành công giống như anh chị và chia sẻ cho nhiều người khác. Xin nghe. Mình nói nhiều hơi nhiều. Chứ thật sự là đại sư không có xứng đáng nhận cái con đó đâu. Nhưng mà thưa với các bạn là mình là cái con người đi trước, mình có những cái kinh nghiệm, mình có sự học hỏi và vươn lên, thì muốn chia sẻ lại cho các bạn thế hệ sau, cũng như các bạn đi qua Mỹ sau này sẽ có dễ cập nhật cái cuộc sống Mỹ hơn, và có thể tìm hiểu được là mình sẽ có cái sức chịu đựng ban đầu như thế nào. Thì theo như xin biết là các bạn đã có cái cơ ngơi rồi. Nhưng hồi xưa thì lại xương qua là hai bàn tay trắng. Nhưng mà các bạn có cái cơ ngơi này rồi, và các bạn đã sống một cái đời sống rất là thông thả mê rồi. Và khi qua bên đó thì cũng dễ dàng thôi, tại vì mình đã có vốn liếng và mình cũng có người thân rồi. Và lúc mà Lệ Sương đi qua đó các bạn, mình biết là mình không có một người nào hết luôn. Không anh, không em, không ai hết. Thưa với các bạn, bây giờ Minh là có người chịu bảo lãnh qua, là cũng có người đỡ đầu, cũng đó là một cái sự may mắn của Minh rất là nhiều. Và hôm nay thì Minh có mời mình tới đây để thăm viếng gia đình. Và các bạn có thể nhìn thấy được ở dưới đây là có hai cái cây trái cây rất là tuyệt vời. Anh Lệ xin cho các bạn xem. Và coi như là nghe nói là vợ của Minh làm thức ăn ngon lắm, làm cá mè gì đó. Thì Sương nghĩ rằng cha, cái này là bữa nay là mình có phước rồi, hưởng được những cái món này. Vì Sương về đây thì cũng rất là nhiều bạn mời trong Sương, nhưng mà vì cũng dành thời gian với gia đình nên Sương cũng cáo lỗi với các bạn, là bởi vì có những các bạn mà Sương không nhầm lời, không phải là Sương chê nhà các bạn, Sương không đến đâu. Nhưng mà thưa với các bạn là gia đình nó cũng có một cái sự ràng buộc của gia đình nữa, là bởi mình về mình dành thời gian chứ mình đi miết ngoài đường, con cái nó cũng thưa kiện mình nữa các bạn ơi. Nên là hai ngày đây thì Sương đi liên tục, rồi con nó nói mẹ ơi hôm nay con mua lẩu về rồi mà sao mà mẹ đi, nhưng mà để đi dành cho ngày mai. Thì thưa với các bạn thông cảm cho nha. Nếu mà cái dịp tiện nơi nào thì Sương sẽ ghé nơi đó nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn đi vào nhà dưới để coi thử những cái mấy món ăn mà chị ta đang sẵn làm cực khổ dưới này, thì chút nữa các bạn có thể coi thử
là mình sẽ học hỏi. Mà nghe nói là vợ của Minh nấu được ăn ngon là chính là Minh là cái người sáng nay báo cáo là nịnh vợ chút xíu. Dạ. Ở đây thì thật ra có cây nhà lá vườn thôi, cũng không có gì gọi là cao siêu. Tại vì Minh biết là những anh chị mà ở nước ngoài về thì thích ăn những món Việt Nam đơn sơ mà nó ngon, ngon miệng. Ở nước ngoài thì nhiều cái món nó cao sang quá, chắc là cũng ngán rồi. Cho nên là không có món gì ghê gớm đâu các bạn, chỉ có món canh nhà lá vườn thôi. À, chút xíu nữa là có dạ. Canh coi như là đọt lan gì đó luộc dạ, chắc chắn là mình nghĩ chắc có canh chua nè. Canh chua vậy. Dạ rồi cá kho nè, những cái món mà ở Việt Nam mình hay gọi là món cổ truyền của Việt Nam, những cái món của dân tộc của mình nè. Dạ. Dạ. À, mình biết ông chị đi về đây nào có cái dự định là đi chơi nhiều chỗ và đi nhiều nơi lắm. Dạ. Nhưng mà qua cái bệnh dịch này á, mình thì mình không sợ, nhưng mà mình sợ cái chỗ mà nơi mình tới và người mình tới. Dạ. Thì có những bạn ở nơi chỗ khác nói là bây giờ bệnh dịch, em không có dám tới đi họp bạn, em không có gì hết. Và cái đợt dịch đi về thì Sương cũng không có đi xa được, nhưng mà cố gắng được đi tới những nhà thờ. Mà hôm nay thì gặp Minh đây đây cũng tới được thăm hội thánh ở đây cũng đó cũng là một điều vui. Yeah. Và mong rằng hẹn các bạn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Yeah. Sương đi đến đây nào có những cái thức ăn là ngon thì giới thiệu cho các bạn nha. Nhất là thấy mấy cái món này Sương nghe mùi là Sương đã muốn chảy miếng ra các bạn. Yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào các bạn và hẹn các bạn là chương trình kỳ tới nha các bạn. Dạ, chào cả nhà, hôm nay rất hân hạnh để tiếp đón hai vị khách. Anh chị rất là dễ thương. Và em cũng làm những món ăn dân dã thôi. Đó là canh chua cá chẽm, chả cá thác lá, thịt lắc sở tắc, khô trộn với xoài. Dạ, khô cá lóc. Còn này là cá kèo xong á, không phải cá kèo nguôi. Này thịt khìa nước dừa của miền Tây em. Dạ, kim chi này cũng làm đấy. Ở nhà làm luôn. Dạ. Chả cá. Dạ. Chả cá phải tự làm không hay là phải đi mua? Dạ, chả cá là phải mua. Phải mua quất đúng không? Quất. Dạ. Cái này là rau cần cua, rau cần cua trộn dầu giấm. Dầu giấm. Dạ. Này là canh chua, canh chua cá gì đây em biết không quên. Canh chua cá chẽm. Cá chẽm. Cá chẽm là cái món này là món của Sương. Bắp luộc. Bắp luộc. Sương phải cái món bắp luộc. Nói chung là mấy món dân dã thôi. Dạ. Nghe nói là hai vợ chồng em có cái kênh gì nấu ăn đấy, sẵn giới thiệu luôn kênh của vợ chồng em đi. Dạ, xin đại diện thay mặt bà xã giới thiệu cái kênh của bà xã là Trinh Phạm Food. Mọi người vào ủng hộ nha. Có một vài cái video chia sẻ những cái món ăn mà bà xã hay nấu hàng ngày cho các con với gia đình ăn đó. Thì cũng hay chia sẻ cho mọi người. Nếu ai thấy thích nấu ăn thì cứ vào xem ủng hộ nha. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn vợ chồng của em đã tiếp trước anh chị mà long trọng quá đi. Cái này ở nhà hàng làm gì có các bạn. Nhà hàng không có đâu. Ở đây nhà hàng đồng quê mới có thôi chứ. Thôi về đi về. Dạ, rồi xin mời anh chị nâng ly. Dạ, xin mời mình cầm 2 ly luôn, thay mặt ông xã. Rồi, mời cả nhà. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, xin mời anh dạ. Mời cả nhà. Dạ, chúc anh chị ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Và đặc biệt quá các bạn ở nhà hàng không có đâu. Rồi cả nhà ơi, hôm nay như vậy là mình có một bữa ăn rất là ngon. Và trước khi ăn thì mình cũng không quên rằng những người đang bị bệnh ha, ở khắp mọi nơi vì cái bệnh dịch đó thì cầu xin Chúa chữa lành cho mọi người. Và xin thần quyền của Chúa thương xót vì mọi điều xảy ra, Chúa cho phép xảy ra để rồi Chúa làm ích cho những người yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa rất là nhiều và xin Chúa nhớ đến lời cầu xin này và xin chữa lành cho nhiều người đang ở tại Vũ Hán nha các bạn. Xin tất cả cả nhà mình ở khắp mọi nơi toàn cầu ha, nhớ tới Vũ Hán mà cầu thay cho. Vì đối với trước mặt Chúa là mọi linh hồn đều là quý hết với các bạn. Mọi dân tộc, mọi linh hồn đều quý trước mặt Chúa hết. Và mỗi người mà đi vào ứng xử cứ mất mà họ chưa biết về Chúa Giêsu điều đó rất là đáng tiếc. Và cầu xin Chúa ban phước lên tất cả nhà mình ở khắp mọi nơi đã coi chương trình Vươn Lên Chính Mình cũng như chương trình của Minh cũng như là Trinh.
để rồi chúng ta có một phần góp vào trong công việc của xã hội này, có không các bạn? Xin chào cháu nội Út Xin, cháu nội Julie như Trang vậy đó. Cơm với con không? Ăn không? Ăn ngon, rất là ngon. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi chơi, đi chơi. Bên này dẫn là đường đi. Dẫn là đường chơi đi. Rồi, mình. Ừ, dạ, dạ. Bây giờ có anh Dung cũng năng liền cái tên tử chưa anh? Dạ, dạ. Các bạn có anh. Đây, mời cả nhà. Rồi, rất hân hạnh được hai vợ chồng mời tới, rất vui cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Đồ ăn ngon quá nhà ơi. Đồ ăn này ở làm gì mà có nhà hàng các bạn. Chỉ dân giả đây là chỉ có trưng nóng mấy món như vậy thôi các bạn ơi. Ngon không con, ăn được ha, ăn được chưa? Hôm bữa có lần mua được con cá chép, con mang 3kg, nhưng về nhà nấu 7 món. Con cá chép hả? Dạ, chế biến ra cá chẽm, cá chẽm. Cá chẽm. Chế biến 7 món. Nấu 7 món. Con cá chẽm mà nấu được 7 món. Dạ. Cá lớn chị. Wow. Anh chị tự nhiên nha. Rồi được nha. Bây giờ chị thích cá và thịt nên làm lại hai thứ. Cái này này quá nhiều. Anh chị sống đơn giản, ăn cái này. Phương đó là cái con nó khác rồi. Đây đó. Nãy biểu đi rồi Xuân khóc nè. Thích lắm, thích con nít lắm, thích con nhỏ. Hồi nhỏ chưa có em á, cứ dẫn con nít ở nhà, cứ sống như nhà nuôi. Tắm rửa ăn uống là giao, đến khi có em là thương lắm. Chị đi. Minh Nguyễn bây giờ đứng ra đây, đồng đồng à, tặng chị kỷ niệm dù nó không có gì ghê gớm đâu, đây là cái kỷ niệm đây nè. Dạ. Cái này nó có chiếc máy, chiếc bay. Máy bay nó đang bay à, nó bay vòng quanh thế giới nè các bạn. Dạ, theo trái đất tròn nè. À, cái này quý lắm em ơi, cái này là collection, là đồ đặc biệt lắm. Dạ. Trời ơi chị, nhận cái này mà chị giảm thọ em. Cái này bằng pha lê, bằng đá, pha lê bằng đẹp quá các bạn ơi. Cảm ơn vợ chồng em rất là nhiều. Tới đây mà nhận được cái món quà này thì... Rồi bây giờ để bỏ nó vô đây nè. Đồ xưa nó mới quý chứ đồ mới. Đồ mới đi về đâu phải là mình thích đâu. Cái đồ xưa này cái giá trị nó là có chiếc cái bay nè. Cái này món quà thứ hai. Thôi. Cái này là cái của Nhật. Cái bình này là bình hoa của Nhật, hàng sưu tầm. Nó cũng tượng trưng cho ba ngôi Đức Chúa Trời nè. Đúng rồi, có ba cái trụ ha. Dạ, trụ. Này bình hoa vậy thầy cắm hoa vậy cô đấy có thể trưng trong cái tủ gì đó. Nó bằng nhà chị thì chưa có tủ để trưng. Nhưng mà không ai tin tinh bằng cái gì màu đó. Hả? Cái gì màu đó. Chứ pha lê. Dạ, hay lắm. Chứ không phải là bằng thủy tinh bình thường đó. Bằng đá màu bằng cái gì đó, nó hay lắm. Chị nhận một cái đồng hồ được rồi. Thôi hai cái, hai người với hai cái. Thôi hai người với hai cái. Vậy bây giờ anh muốn cái nào anh cho em đi trước đi. Em chọn đồng hồ trước. Cho anh cắm hoa cho em đi. Cái này sáng á, chị có thể cắm hoa chị uống trà buổi sáng, cà phê buổi sáng vậy để cái bình hoa cũng được. Rồi rồi rồi, chắc chắn rồi. Sáng ngày mai chị làm liền ha, sáng ngày mai em lấy cái kéo, em lấy kéo cho anh bỏ hoa này rồi
cắt cái làm đôi vậy, con cúng cái này. Ngày mai là chị tính 10 giờ. Rồi các bạn ơi, ăn những món ăn thật ngon, những đồ ăn tráng miệng mà các em còn tặng quà đem về, cả luôn một cái tô chè cho mẹ. Rồi chắc cái đợt này là phải có lần mai mối với cô gái Vĩnh Long gì đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong buổi tối tới đây để thăm viếng gia đình anh Minh. Và gặp lại các bạn chương trình ngày mai Cà Phê Sáng nha các bạn. Xin chào và tạm biệt. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Cho con mặc con chút. Bằng tuổi cháu của cô đây nè mà hay.